Hi guys, so before the actual video start, I just want to say that today I'm very happy that the Thug Squad Vietnam let me record a video game with them. So in this video is me playing CSGO with my Vietnamese friend. So there's going to be a lot of Vietnamese in there, no English at all. And if you guys want to subscribe to their channel, the link to their channel will be in the description box below, or the name of the channel will appear right here on the screen. So yeah, leave a like if you did, and let's jump right into the video. Cái mới. Cái mới được rồi đó. Đây là cái mới nha, chứ không phải là... Cái này là cái mới nha, chứ không phải là dán trước mình thua. Chơi với Ken. Ken Tô Son. Ê! Cùng với hội team Thức Squad. Nhưng không có cảm nghĩ chứ muốn nói không? Không, tôi cảm nghĩ là cái rạc thật của tôi. Sắp bay răng rồi, man. Get ready to be fucked up. Mẹ trước khi đủ mình làm được cuối cùng thì hết làm được luôn. Ủa bắn xuyên cửa được không man? Ôi mẹ luôn cửa cho tôi chơi. Trời ơi. Nó bắn cái này ghép, nó bắn từ city lên tới tận răng luôn trời. Oh, what the fuck? Icon hãm của năm. Quá là hay bỏ lắm. Oh, tuyệt vời. Quay 180 độ quăng headshot luôn. Yes. Có đạn, fuck my life. Holy fuck. Ok, mấy bé về lòng với anh nè. Hell no, bitch. Hell no. Cho mấy bé ảo thuật của mình béo. I got the magic in me. Vậy? What the fuck? Tôi nó thấy tôi cầm bom đi lon rồi đó. Rồi, vô nè đi. Kể đi, làm sao? Rồi, không sao, tìm vô luôn. Ai này thì, kêu mày đi. Rồi, nằm xuống rồi. CD kìa. Hồi này thì sấy. Ken đi go. Ken từ từ thôi, ông báo được cái nhảy. Phát. Rồi. Nữa cái icon. What the... Cái... Rồi nữa. Tôi biết là bị cái icon đó đến nỗi mà Ken phải... Còn đó thôi. Icon mới, icon hãm của năm. Cười nhưng không biết mình cười cái gì. Ý bữa nào giết một thằng xong tea bag nữa. Đừng đám gà giết một thằng rồi đứng tea bag. Đứng tea bag. Ok, challenge nha. Yo. Mỗi thằng tea bag một cái nha. The tea bag team. Chúng đạn rồi, thôi đi về. Đi về. Bỏ Phúc đi. Ken lên đây Ken. Bỏ Ken luôn. Phúc là thằng thiên mạng thôi. Ôi. Rồi, Ken nằm luôn. Ken đã đài. Ôi, 16 máu. Go Master. Bẹt. Ôi, hết đạn. Ô, bay. Chết rồi, ôi, đi ra. Phải cái chuyện nhậu. Trang lớn người Việt Nam phải bình tĩnh. Đi bê vẫn còn kịp. Rồi chạy là AH não. Rồi đó kìa là AH não, đó là tactical. Lên 14 giây rồi. Ê nó kìa. Hay. Chưa tactical. Rồi. Đi là con chó. Chết đã vô thằng cỡ. Đi bê là đúng rồi. Danny cứ chết. Mới đi làm. Hay. Ồ. Best. Hay quá. Hay quá. Hay nữa. Đây là thẩm du kiểu CSGO. Sắp tới
Rush Beno stop. Can be like the bear, huh? Đi về hả? Ok, ở thanh niên nào chết rồi. Hay quá, MC bọc lên chết bốn thằng. Chạy ra đi Phúc, mày còn ngại gì nữa. Đây té anh này. Đi đi nay bọn mình hay bơm rồi, hay bơm rồi, đi ra đi mọi người. Ờ hay bơm phải ngạo đó. Phúc chết rồi. Rồi Phúc. Rồi xong rồi kẹt rồi. Trời ơi, flash. Ôi, ba chick with the pro flash, NA flash motherfuckers. Ôi, smoke luôn. Smoke đồ đủ kiểu mà không ra B. Vâng, tìm tích tích chi cò. Bắt kìa cò. Tìm ra B luôn. Kéo nguyên cái tim ra B luôn. Cầm scout không ngại, đi gò luôn. Đi tìm chết anh chưa chết. Wow. What the fuck, đâu ra hả? Đi ra đầu tiên luôn, mà không chết. Không chết. Best, best. Nguyên team ra chết hết. Thằng đi đầu không chết. Răng, mai răng. Răng cỏ gì tầm này. Đó, hay quá. Đi đi bê luôn, bê luôn. Bê luôn. Bê hả, bê hả? Bê luôn. Rồi nha. Ui, fuck my dick in the butt, what the fuck. Yeah. Chạy. Chạy A Riving. Lại cái icon kiểu the fuck. Riving. Ông thấy cái cảnh mà gì mà cảnh nằm đợi nằm xuống mà ông đâm nó đúng rồi phải không? Vậy ở lúc mà tôi quên tea bag rồi, tôi làm tôi quên bà rồi. Cái icon của Phúc đã làm mọi người quên vụ tea bag. Tạch tạch tạch, hay quá. Hay quá Ken này. Ken là click sniper như KDS. Ken nè, KDS rồi. Kento song. Ken này nó hiểu chuyện gì này. Rồi. Ok. Cái đầu nó kìa. Ủa sao nó yếu vậy? Bà này xin chậm á. Ra một cái nhìn. Ở đây tôi nói xin mời. Đi ra. Cho tôi đi, thế ai? Khi đồng đội bạn chắn đường bạn. Some bitch. Chết rồi. Một bé hai nha. Đi xuống sắp bếp mà còn ấy nha. Một bé hai nha. Nhân em bé bảy một thằng ở dưới. Ôi bạn kem nói đại đi là sao? Bán kem là gì? Bán kem. Bán kem là sao? À, bán kem nói đại đi. Bán chuẩn. Bán kem. Bán kem. Bán kem. Best. Thanh niên nào quăng smoke xuống đây vậy? Tôi. Oh, bad chick. Bad no, chick thì tôi thằng nó bay hai thằng. Bay dữ quá. Em kê cao lên Ken, ông kê thấp rồi Ken, kê lên đầu á. Ở kia. Ken. Ah, fuck, this is the bitch. Bình tĩnh. Từ. Nó có nhiều chỗ nước bá đảo hả? Ken nhìn tôi nè Ken. Tôi nhìn ông nè, ông đâu? Ồ, em flat. Thanh niên. Mít kìa kìa. Đấy, đang ở đây đây. My shotgun. Đúng rồi, bắn nó đi. Đó, cúi trong tay á. Ốp. Hay quá. Rip kìa. Nè, lúc mặt lên chết. Headshot. Em đưa cái ốp của ông cho tôi là thắng rồi. Ông lấy được rồi mà. Tay ngắn. What the fuck? Đó không phải là một cái lý do. Đó không phải là một lý do mẹ nè. Vậy cái tay ngắn. Tay ngắn. Ken the madman. Bắt chết. Ô, bắt máy lại. Máy phà tình đám con. Ô, bắt cơ phà đúng hay luôn. Wow, Ken, the MLG. MLG Kento Son. Rồi đi, man, đi. It's flat, mother hell. Ô, nó không chết kìa. 56. Ôi, what?
Nó đâu, nó đâu? Từ nó phải lót đầu đó. Nó bắn kèn trước. Bây giờ nó bắn kèn trước. Hay quá, Billy coi. Ôi hụt, đẹp. Thôi chạy giùm tôi đi. Boom, motherfucker. À, bỏ chết. Ê, vừa tới đây luôn kìa. Ủa mấy men đâu rồi? Bê hả? Tôi đang chừng mực với thằng này, mấy ông đâu hết rồi. Tôi ấy, what the fuck. Yeah. Trời ơi. Trời ơi. Hai. Trời ơi. Tôi đi còn. Vậy còn cái thằng nhìn tôi. Nhà vừa bê. Ủa sao thanh niên này lúc nào còn sống nữa? Kệ, sao nó? Đặt đi ông nội, thanh niên. Phải. Ông đặt không có được khó lắm. Ôi, hai món lên. Cái nào cũng teo rồi. Teo rồi. Ờ. Giờ kia ốp. Cướp của giết người. Rospinostop. Tôi ra B, một mình tôi phải đấu với thằng kia. Thằng kia bị Sida nè. Vậy? Trời ơi, quá sốt thì chạy ra đi, còn ngại ngùng mấy ngày chứ nhỉ. Ngại ngùng làm gì? Dữ chưa? Ê, còn. Còn không? Còn ốp kìa. Mẹ nó mù, nó bị mù kìa. Nó có mắt. Ngon. Trên là MC có 1 thằng, rồi 1x4 AZ win nhân. Rồi hay đúng rồi. Trời ơi thanh niên. Cái gì? Cái chỗ này sao mình né? Ngồi xuống, che mắt lại mình không thấy nó không thấy mình. Quay video mà cứ mở quạt lên là. Hãy trả lời đó là fan của mình. My fan. My fan. Thôi giờ xong video đi chưa? Tại sao? Để video lại cảnh mà ba chiếc bắn hụt mấy trái. Thôi đừng xóa man, đừng xóa man, video hay mà. Video hay thiệt mà. Tại vì không biết thưởng thức thôi. Chính xác. Chết mẹ nó vô rồi. Là sao? Là xài con bot đó, không phải hold bot đó. Lúc mà ông chết ông có thể xài bot được. God. Parasite à. Đúng rồi, cố lên anh em. Nhảy vô luôn, vô luôn. Tẹt. Cái đạn. Tên đó đúng rồi, hay. Đấy vô. Vô lô như một vi thân. Hay, headshot. Tẹt. Hay, hai headshot. Bơm đâu, gỡ bơm. Kiếm với bơm, rồi. Thằng kia cover, đúng rồi, gỡ bơm. Hay lắm team. Tiếp bắn nè. Thằng nào tới bắn gì chứ bơm đi. Ê, boss nó đi đường khác rồi ông ơi. Lộn cứu tôi kìa. Rồi sorry man. Thanh niên. Em cứu nhân nghe, từ từ. Tôi vừa chạy, tôi vừa xả này cho anh mít kìa ông. Để sub bitch. What the fuck is going on man? Jesus fucking Christ it. Yeah. Đó đúng rồi, hay lắm. Từ giờ mặt trời bắn tè. Vãi nồi cơm điện đây trong dính. Đúng rồi, bắn. Cố lên Parasite. Xuống luôn tè. Trời, ông ơi cảnh mà. Ôi cảnh mà tôi bắn cái kia nè. Đúng phê đê luôn nha. Ôi cảnh mình nó đi vô smoke mà tôi đứng đây sao tôi bắn. Mà bắn 24 gì cũng nào luôn. What the fuck. Rip Window, anh đâu window á. Anh đâu window, ở dưới cửa sổ nhìn xuống. Ông đi vô đi kem. Ờ, vô kem. Kem. Quỳ. Tài tay rung luôn. Bây giờ nó là kết thúc thì bạn có thích bạn chưa biết channel của Ken thì hãy subscribe cho channel của Ken. Ken Tô Son giúp Ken đạt 20,000 subscriber. Yeah. Còn những người mà đang xem trên channel của mình thì nếu mà muốn sub cho The Thug Squad thì sẽ hiện lên cái tên trên màn hình hoặc là xuống description box below nhé.
Yeah, thank you guys so much for watching. Leave a like, video, subscribe for more, and I'll see you in the next video. Bye! Peace. Peace.